chào chị Việt Hương, xin chào chị Lê Giang. Có phép mình cãi lão Hoàng Đồng luôn. Rất là kỳ, nó cũng rất là quái, đúng như cái tên. Thì đại biểu có mặt ngày hôm nay rất là đông, là xin mời Việt Hương được mời trong cái vai này là giống như em nói. Khi hai cái bà đồng hành, tôi là bà Lê Giang và bà Vân Thanh của em, có chụp hình lịch không quý vị? Dạ. Lập là nhà sản xuất sẽ phát lịch phương được đóng. Còn riêng mẹ của em là tụi em phải tràn, xin là con cô bác ngưng vé liền. Của anh em trong ekip của người diễn viên. Bộ phim của Quỳnh Lập thì Quỳnh Lập cho biết em có học giỏi, chị Hương cũng biết. Mỗi lụa nhà tôi thật quá, không có giỏi hay trên. Cảm ơn các anh chị rất nhiều và xin mời. Bộ ba bắt ma quanh liệt ngày nào. Giá như tôi sáng mắt thì linh hồn của người ta cũng không bị con quỷ ăn mất. Tất cả là tại tôi. Tất cả là tại tôi. Cậu nhìn thấy tương lai của con rất sáng. Cái bí thuật trì chú gì của em nè. Chị đừng có nói vậy. Cái này là sách của ba mẹ em để lại đó. Nhận với tình lòng. Đi tìm thiện tâm. Lần này con nhất định phải sáng mắt.